đơn giản nhất là điều phối như vậy thôi. Thuốc lá và viên bì bỏ. Thầy tinh mà thấy có phải học y đâu. Những điều mô phỏng khảo sát đến 1.000 đối tượng như vậy. Và câu hỏi đặt ra là có sự khác biệt, có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh trong nhóm có hút thuốc với tỷ lệ bệnh trong nhóm không hút thuốc. Các nghiên cứu là câu hỏi đặt ra. Hay là chúng ta cũng có thể đặt được lại. Nếu tùy vào thiết kế nghiên cứu, ví dụ như nghiên cứu hồi cứu á, thì chúng ta lại đặt câu hỏi tỷ lệ hút thuốc trong nhóm bệnh so với tỷ lệ hút thuốc trong nhóm không bệnh. Nếu tùy vậy thì những bài toán như vậy so sánh tỷ lệ thì các em bước đầu tiên là các em phải đào ra cái bảng cái đấy, bảng 2x2. Các em nhớ là mỗi khi mà xét mối liên hệ giữa hai biến á thì vị trí nhất là bỏ góc đó. À, biến một biến vào trong một biến vào cột và thông theo ký ức á, thông thường người ta biểu diễn bệnh á theo cột, còn yếu tố mà gây nên bệnh á theo trong. Các bạn coi cái bản thô như vậy. Bản đầu tiên chúng ta sẽ có 1.000 người, 1.000 đối tượng tham gia nghiên cứu và không có gia đình khuyên. Và khi kết hợp lại thành kịch bản như vậy. Thế bây giờ trong tình huống này, nếu mà nghiên cứu bằng chứng á, thì thầy sẽ có thành tỷ lệ bệnh trong nhóm có hút thuốc với trong nhóm không hút thuốc. Tỷ lệ bệnh trong nhóm có hút thuốc với trong nhóm không hút thuốc. Thì các em là bây giờ nếu mà câu hỏi đặt ra như vậy thì chúng ta sẽ tìm tỷ lệ theo dòng hay không còn. Tỷ lệ bệnh trong nhóm có hút thuốc so với tỷ lệ bệnh trong nhóm không hút thuốc thì chúng ta lấy cái gì? Tỷ lệ trong nhóm hay còn? Nhóm nhau. Tỷ lệ bệnh trong nhóm hút thuốc là 300 chia cho 5 căn. Rồi tỷ lệ bệnh trong nhóm không hút thuốc là 200 chia 5 căn. Vậy chúng ta phải tìm tỷ lệ theo nhóm nhau. Thống kê nhiều video xem tỷ lệ phần trăm cái này biết hết rồi. Và kết quả cho rằng là tỷ lệ bệnh trong nhóm hút thuốc là 60%, còn tỷ lệ bệnh trong nhóm không hút thuốc là 40%. Thế thì sự khác biệt giữa hai cái tỷ lệ này có ý nghĩa thống kê hay không thì chúng ta không biết. Đây là kết quả cái khảo sát hai cái tỷ lệ này trên 1.000 đối tượng trên mẫu của chúng ta thôi. Còn trên thực tế trong tổng thể thì chúng ta chưa biết. Và muốn làm biết, muốn biết á, thì chúng ta thực hiện test gì các em? Có đánh ngay tỷ lệ thì test gì? Chi bình phương phải không? Và nhớ các em nhớ lại công thức chi bình phương này. Các em gặp lớn lắm rồi. Nó hồi đầu cái xe cũng gặp rồi đúng không? Vậy trừ cho B, C, đó, quen đó, thì vươn lên nào,
bệnh nhân với N là tổng cụ phát tác chia cho các tổng dòng tổng bột đó ra được. Vì công thức đó là trong trường hợp đặc biệt thôi, không có tổng quát là cái này. Thì trong này có hai cái khái niệm là để chúng ta sẽ làm rõ tần số quan sát và tần số lý thuyết. Thì các bạn thấy cái chỗ này con số 30 này, 200, à, này 300 này, 300, 200, 300, 200 này á, tần số quan sát tức là nhiều cái lỗ của chúng ta. Bây giờ tần số lý thuyết làm sao biết? Cũng vào kiểu công tác này, muốn biết gì thì cứ vào hỏi đó. Xem tần số quan sát hiển thị thế này, tần số kỳ vọng hay tần số lý thuyết, cái này kỷ lục. Đây theo này đó. Thì bốn cái đó gọi là tần số kỳ vọng hay là tần số lý thuyết, tương ứng với mỗi ô tần số quan sát thì con sẽ có một tần số lý thuyết. Và công thức tính ra kỳ bình phương á, lớn này nó trừ ra thành ra thành ra cộng lại phải bốn cái tần. Đây, bây giờ chúng ta coi nó tính ra này. Chúng ta tính ra để chứng minh ba con số này các biệt có ý nghĩa các em không? Được không? Nếu mà các em quan sát á, sau này quan sát á, thì người ta quan sát hai con số này, nếu mà cái thực tế á, nó lớn hơn so với cái lý thuyết á, thì thường là kết quả có ý nghĩa các em. Có nhiều ô mà tần số quan sát từ tần số lý thuyết á, thì kết quả thì không kêu. Thì về mặt toán chúng ta tin ra cái này thôi, cái này trừ cái này mà nó lớn thì lúc này chi bình phương sẽ lớn, lớn thì có ý nghĩa thấp nhất. Bây giờ chúng ta kêu phải tính chi bình phương dựa trên công thức hồi nãy đấy. Hồi nãy là vô đây thì có chi bình phương, nhưng mà sang tích này thì có chi bình phương chi square chi square pi sin nhóm nhà một cái học phi sinh, cái người mà tạo các hệ thống tương quan phi sinh đó, 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 đó cái nhiều đó. Nhiều người lý thuyết khác nữa. Đây nó hiển thị em bảng này viết là bảng này viết là bảng đây đặt phân tích cái bảng này chỉ của chỉ bình phương. Trên này là các chỉ số p hai đuôi một đuôi nhé. Em biết được hai đuôi cái nào gọi là hai đuôi cái nào là một đuôi không? Và nó đuôi bò đây em nói là chúng ta đề cập hai đuôi khác một đuôi như thế nào đó. Hai thì nhân hai lên còn một đuôi thì thôi là chia hai ra thôi, hai đuôi chia hai ra. Căn bản là chỉ có hai đường hai phía một chút thôi là thôi. Bây giờ cái dòng đầu tiên nó tìm ra chỉ số p giá trị của kim phương nó thêm cái pi sin, tại vì ông này chỉ ra cái này cho nên hiện tượng giữa ông đó thêm cái tên của ông tức hơn giá trị này là bằng 40. Thì các bạn đã được kiểm tra lại bằng nhé ad gì đó ad trừ bc bình phương lên nhân n chia các tổng á. Hoặc là theo công thức này thì ta là về nhà kiểm tra đi nhá, mà cực từ cho bằng một, tại vì cái kích cỡ của bạn là 2 × 2, 2 − 1 nhân với 2 − 1 cho nên được tỷ lệ là bằng 1 đó. Và từ đây khi ra chỉ số p nó tìm ra là một trăm 2.5 nhân 10 lũy thừa trừ 10 đó. Chỉ số p là xác suất thì chúng ta cảm sai lầm nếu chúng ta loại bỏ nhận thức khác nhau. Sai lầm này ta kể một phần hai phần tỷ đó tăng thế cho nên còn không. Và gặp như vậy thì chúng ta trình bày là p
bé hơn bao nhiêu phút không em? Không, những phút mệt nữa là không. Bát phút không này, những phút mệt, đó là quy ước kịch bản hết thế. Như vậy, kết quả này cho thấy là sự khác biệt. Chúng ta thấy ở đây là sự khác biệt giữa con số 60, tỷ lệ là 60% và 40% ở nhóm tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm hút thuốc là 60, khác biệt so với tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm hút thuốc là 40%. Và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và khi sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê rồi á, thì chúng ta nói rằng là yếu tố thuốc này á, yếu tố này có ảnh hưởng tới bệnh, có liên quan tới bệnh. Nhưng mà mức độ liên quan như thế nào thì lại là để bàn tiếp, ngành yếu tố nào đó để bàn tiếp này. Rồi tiếp theo một chỗ dòng này này em, cái chỗ này á là cái gì, cái họ hề là cái giá trị điều chỉnh gieo hút không, cái bậc thang 107 á, cái di chuyển dưới á, tức là máy tính cho chúng ta cái điều chỉnh đó rồi. Bây giờ đọc cái ví dụ đó đi, cái ví dụ đó quan trọng lắm. Nữa thì lý thuyết coi chừng khỏi các em. Trang 107 ghi chú trang 107. Có gì đâu, ghi chú trang 107 gì đó. Kêu đọc đi để ít bữa có thi. Được chưa? Cái dòng đó có nghĩa là máy tính cho chúng ta cái gì còn điều chỉnh treo đó. Tức là trong trường hợp là cỡ mẫu mà nhỏ đó, tần số lý thuyết nhỏ thì chúng ta dùng đó. Vậy theo cái dòng này đã phải bỏ qua được em. Dòng này rất quan trọng đó, chúng ta bỏ qua đi. Nhưng mà dòng này cực quan trọng luôn đó. Là test chính xác Fisher. Thì các em nhớ lại á, cái điều kiện để áp dụng test kỳ bình phương mà chúng ta dùng giống như thay trong pha luôn, tần số lý thuyết, tức là cái cách đấy, cái ô tần số lý thuyết á, nó phải lớn hơn bao nhiêu kìa, thành quên này, lớn hơn 4 đúng không, tăng 106 thì chúng ta áp dụng được đó. Tần số lý thuyết, tần số kỳ vọng lớn hơn 4 thì chúng ta áp dụng được. Còn trong trường hợp ngược lại thì chúng ta sẽ dùng là chính xác Fisher. Nhỏ hơn thì làm sao để biết được là tần số kỳ vọng nó lớn hơn 4? Thứ nhất, em coi lại cái chỗ này, em coi cái chỗ này thì tần số kỳ vọng đó, nó là biểu này 250 đều lớn hơn 4 cái. Và là cách thứ hai, em có thể coi ở cái dòng cuối cùng này, dòng ví dụ này, dòng quan trọng này, giữa này nó có cái dòng thời điểm màu đỏ cho các em coi đấy, các em đọc nó đi, dịch đi vui không ô, không phần trăm, tức là một ô thì nó sẽ là 25%, hai ô thì 50%, không ô, không phần trăm, có tần số kỳ vọng với mặt tần số lý thuyết nhỏ hơn 5, không có cái nào cả, không có nào nhỏ hơn 5 cả. Và cái ô mà có tần số kỳ vọng lý thuyết á, nhỏ nhất là 250. Vậy có lành là 250 đương nhiên lớn hơn 5 vậy. Vậy áp dụng một kỳ vọng không? Không chạy chính xác tiếp sơn. Vậy á, về lần sau. Còn cái nhỏ còn cái dòng này cũng hay này. Lớn 2 nhỏ hơn 2. Dòng này á, cái dòng này màu mấy lai nhiên, lai nhiên, tức là ở các chương trình chúng ta học chỉ giới hạn ở cái bản 2x2 thôi, không có học bản rộng hơn, cho nên cái này thành ra cũng dùng tất, nhưng mà sau này các em học làm nghiên cứu thì học những cái bản cả 2x2 và 2x3, thì lúc đó một buổi như này thì một tìm chắc với điểm thứ tư thì chúng ta muốn biết là cái
tỷ lệ đó nó có tăng theo hay là giảm theo cái việc cái đó khác á, là cái này nè, còn cái điều bình thường mà lấy ra cái này nè, nếu xuất hiện biến dịch thì đây trong cái này các bạn thấy các chị nào bây giờ làm thử đi ha, làm thử cái bài này, bài này người biệt cảm lại đủ hết từ cái bản này.